Kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn thân mến. Em tên là Nguyễn Trần Cao Việt Phúc, hiện đang là sinh viên khóa 3 của trường đại học EdX. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những nội dung về phần nghi thức giao tiếp của doanh nhân. Trước hết, ban đầu chúng ta hãy tìm hiểu về việc đúng giờ. Mỗi khi ta làm công việc nào đó hoặc làm một bất kỳ gì đó thì đầu tiên thì ta cũng phải biết đến đúng giờ và hoàn thành nhiệm vụ một cách đúng thời gian và đúng thời gian đã định. Như đúng giờ chính là hoàn thành nhiệm vụ hoặc một công việc nào đó đúng thời hạn đã định và trước thời gian đó. Đúng giờ còn có thể hiểu như là đúng thời gian này. Quan niệm đúng giờ của một số nền văn hóa khác nhau là khác nhau và tùy từng vào trường hợp. Có một số nền văn hóa có suy ngẫm rằng thời hạn thực tế là khác với thời hạn đã định. Ví dụ như ta tham dự một bữa tiệc nào đó mà yêu cầu phải có mặt là 9 giờ, mà 9:30 thì mới bắt đầu đến, thì đó chính là việc như là đó chính là giờ cao su mà ở em hay gọi. Còn nếu một số nền văn hóa mà việc đúng giờ là việc quan trọng và có giá trị, thì nếu khi ta đi trễ này hoặc đến sau thì họ sẽ cảm thấy là thiếu tôn trọng họ và coi như họ bị xúc phạm gì đó. Ví dụ như là khi ta đi học muộn này thì ta bị trừ điểm và ảnh hưởng đến việc của mình. Còn có vài một công ty khi họ mở một cuộc họp hay cuộc tọa đàm đàm thoại nào đó mà việc ta đến trễ thì có khi người đó sẽ bị loại trừ khỏi cuộc họp. Việc đúng giờ là việc rất quan trọng, vì việc nào cũng vậy, chúng ta cần phải biết xác định thời gian rõ ràng và làm hoàn thành công việc một cách đúng giờ. Ví dụ như ta làm bài, đã nộp bài và báo cáo bài phải đúng trước thời hạn. Đó là cách để ta làm việc một cách đúng giờ. Khi làm việc đúng giờ, ta cần nên làm việc có hiệu quả. Và để người khác biết mình là người có thời gian này, có sự ngăn nắp và gọn ghẽ, gọn gàng, luôn luôn biết sắp xếp thời gian hợp lý. Về phần thứ hai, đó chính là trang phục. Trang phục chính là vì doanh nhân là người thường xuyên giao tiếp và gặp gỡ rất nhiều đối tượng này, đối tác này, khách hàng, thì việc gây ấn tượng đầu tiên và gây ấn tượng mạnh cho đối phương đó chính là về phần trang phục. Mặc trang phục thì chúng ta phải nên lựa chọn những trang phục hợp lý, không to hoặc nhỏ quá, phải phù hợp với cơ thể mình. Ví dụ như là nam thì mặc áo sơ mi. Hoặc áo vest, áo măng tô, thì những lựa chọn ta cần nên chọn những phù hợp vừa với cơ thể của mình. Đặc biệt là áo sơ mi có tay áo dài thì ta cần nên để cổ áo dài tới nơi bắt đầu bàn tay là ở chỗ này. Và áo vest, áo băng tô là áo mặc bên ngoài. Áo sơ mi bên trong và áo vest và áo măng tô là ta mặc phát bên ngoài. Khi đó thì ta cần để ý và lựa chọn những mẫu đồ phù hợp. Thường thường áo vest thì độ dài phải vừa phần mông, dài tới phần mông của mình là độ dài hợp lý. Khi ta cài phần khúc áo thì không được để cho nó hiện và hình gấp nét hình chữ X, vì như đó sẽ
rất là khó nhìn, và kiểu người khác đánh giá mình là người không có sự chỉnh chu gọn gàng trong trang phục. Ta cần lựa chọn những trang phục phù hợp với cơ thể mình, đặc biệt là những khi ta giao tiếp gặp gỡ với khách hàng thì ta cần nên chú ý rõ điều này. Tiếp theo là phần cà vạt. Cà vạt thì thường thường nhiều mỗi tòa áp khác nhau thì cách thắt cà vạt cũng khác nhau. Ta nên thắt cà vạt vừa sao hợp lý, không không mà thắt cà vạt khít quá đến ta có thể rất khó thở, cũng không thể lỏng quá mà phải phù hợp và vừa với cổ áo của mình. Tiếp theo đó chính là về phần giày. Giày thì chúng ta lựa chọn những giày phù hợp với mình. Những giày phù hợp với mình. Ta hãy chọn những chiếc giày mà đúng với những quy tắc hoặc quy tắc của một doanh nghiệp hoặc công ty nào đó, chứ ta không nên đi làm mà mang giày thể thao thì điều đó là không được và họ cảm thấy mình là người người không chỉnh chu trong tác phong và trang phục. Về phần tiếp theo đó chính là quần, thì ta cũng nên lựa chọn những quần, ví dụ như quần haki này, quần tây phù hợp với mình, không để rộng quá hoặc là chật quá, phù hợp để ta có thể chuyển động một cách thoải mái và không bị gò bó. Tiếp theo là về phần trang phục của phụ nữ, thì ngoài sự lịch thiệp này, trang trọng, thì phụ nữ cần toát lên những vẻ đẹp quyến rũ của riêng mình. Quyến rũ của riêng mình. Họ, những phụ nữ phải cần chọn những trang phục mặc những trang phục phù hợp với nơi mình làm việc. Những trang phục không được như là phải kín đáo này và gọn gàng để toát lên sự quý phái và vẻ đẹp của người phụ nữ. Tiếp theo là phần tặng quà. Khi ta làm cái gì, khi buộc gặp gỡ nào và quen những người quen của mình, thì điều tặng quà cũng là cách để ta gắn kết mối quan hệ của hai bên. Ta cần nên điều đầu tiên ta cũng phải lựa chọn, dù tặng nhiều hay tặng ít thì cũng phải là hợp lý chứ, đã không được đắt quá hoặc rẻ quá, khi nếu mà rẻ thì người khác sẽ có thể là khinh thường bạn, sẽ bị hiểu nhầm rằng bạn đang khinh thường họ, hoặc nếu mà đắt quá thì những người nhận sẽ rất là ngại ngùng và rất khó để và rất ngại ngùng khi nhận vì không biết cách nào để trả ơn hoặc là báo đáp gì đó. Tiếp theo tặng quà ta cần nên những lựa chọn những thời điểm phù hợp, ví dụ như là những sự kiện quan trọng này, sự kiện như là lễ hoặc là Tết hoặc là những dịp quốc khánh này, thì ta người 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 cho sẽ không bị nghi ngờ và người nhận sẽ cảm thấy thoải mái và dễ dàng nhận lấy. Và chúng ta đặc biệt khi tặng quà thì hãy để ý những điều cấm kỵ hoặc những phong tục, những sở thích của đối phương này, để ta lựa chọn những trang phục phù hợp với đối phương. Những trang phục phù hợp với đối phương ta cần lựa chọn. Và tiếp theo ta cần lựa chọn những quà có ý nghĩa này, phù hợp với sở thích của đối phương và khiến cho đối phương cảm thấy như được quan tâm này. Tiếp theo là phần gọi điện thoại. Vì
khi ta là người gọi điện thoại thì ta khi ta là người nhận cuộc gọi thì việc đầu tiên chúng ta không được để máy đổ chuông quá lâu này thì sẽ khiến cho đối phương có khi là gọi những cuộc gọi khẩn cấp, người ta cần nên bắt máy ngay. Và khi bắt máy thì ta cần nên nói chuyện một cách là tươi vui và điềm tĩnh, đó, tỏ vẻ một thái độ tích cực. Chúng ta với giọng điệu chúng ta phải nói nhẹ nhàng, và khi nói chuyện với đối phương thì ta không được nên ăn uống hay làm bất cứ công chuyện khác. Ta cần lắng nghe họ nói, và đặc biệt khi ta nói chuyện với khách hàng, đối tác thì ta cần nên chuẩn bị một cuốn sổ với một cuốn bút để ghi lại những thông tin mà đối phương đưa cho mình. Tiếp theo là phần khi ta gọi điện cho người đó thì ta cần nên chuẩn bị nội dung cuộc gọi. Và khi ta gọi cho ai đó thì ta cần nên xưng hô danh tính của mình để cho đối phương biết mình là ai và mình gọi họ để có mục đích gì. Ta cần nói những khi nói chuyện thì ta cần nên tỏa ra một giọng điệu nhẹ nhàng và truyền cảm, khiến cho đối phương không cảm thấy là bối rối. Khi ta gọi thì ta cũng nên chú ý thời điểm, thời gian gọi hợp lý. Ta tránh những khi gọi mà ngoài giờ làm việc của họ, như là sáng sớm này, buổi tối hoặc nghỉ trưa, vì họ khi gọi giờ đó thì họ sẽ cảm thấy bị quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của họ. Và ta cũng không nên gọi họ khi bắt đầu giờ làm công việc, vì khi đó họ sẽ rất bận rộn và giải quyết những công việc của mình. Ta cần nên tránh những trường hợp như vậy. Tiếp theo và phần cuối cùng đó chính là phần giữ chữ tín, giữ lời hứa. Chữ tín chính là sự tin tưởng lẫn nhau và không thất hứa. Như có câu tục ngữ là chữ tín là điều rất quan trọng và dẫn đến sự thành công của mình. Người có sự chữ tín sẽ được người khác tôn trọng và rất là tin tưởng. Ta cần nên giữ chữ tín trong mọi công việc, trong cuộc sống lẫn cũng như là công việc, vì điều đó là rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng tới danh dự của mình và ảnh hưởng đến sự thành công trong mọi công việc của mình làm. Khi ta giữ chữ tín thì ta cần nên tỏ ra thái độ tin tưởng này, và phải giữ chọn đúng lời hứa và đúng thời và làm đúng thời gian quy định. Không được để lời hứa của mình quá lâu hoặc là thất hứa, thì sẽ khiến đối phương cảm thấy mất tin tưởng của mình. Vì khi ta đã đánh mất sự tin tưởng và khiến cho đối phương nghi ngờ mình thì sẽ rất khó hàn gắn được sự tin tưởng đó. Ta cần nên nói sự đúng lời hứa và nói được thì phải làm được. Ví dụ như là một trong những khách hàng mua này, ta cần phải nói đúng giá và giới thiệu đúng chất lượng của sản phẩm, vì khi đó sẽ đối phương sẽ cảm thấy mình rất là người cảm thấy một sự tin tưởng này và không bị chém giá hoặc là bị bất lợi gì đó. Vì vậy, sự chữ tín là điều rất quan trọng trong cuộc sống cũng như công việc. Ta cần nên
vận dụng và học các sự chữ tín từ những trên việc đúng giờ, trang phục, tặng quà, gọi điện thoại và sự chữ tín lời hứa. Năm điều đó chúng ta cần rõ và cần phát huy và học hỏi để tiếp thu thật nhiều kinh nghiệm. Từ đó chúng ta sẽ có và các nghi thức giao tiếp doanh nhân một cách hợp lý và để đưa mình đến sự thành công cao hơn. Em xin hết ạ. Yeah.